Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Hoàn Rốt nha mọi người. Thì mấy ông biết là update Phượng Hoàng thì tôi cũng chỉ cho mấy bạn làm kỳ này kia các thứ hết rồi. Và tôi cũng nói là 250 mảnh để chúng ta có được cái Phượng Hoàng Hoàng V2 Thác Tỉnh Phonix đó mọi người. Thì ngày hôm nay tôi... Để tôi tắt này cái tiếng nó hơi to mọi người nhé. Tôi tắt này cái nè. Tôi đã có được 250 mảnh rồi mọi người. Đây, 250 mảnh Phonix đó. Thì này kia cái thứ tôi cũng mấy cái này thì tôi làm sao bây giờ thì tôi sẽ thắc tỉnh trái Phoenix V2 trước cho mọi người xem để xem thử coi trái Phoenix V2 này nghe nói nó có hai dạng, một dạng là mini còn một dạng là full full người nữa. Tôi không biết là nó có full người với mini là như thế nào, tôi cũng chưa biết. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử đi thức tỉnh lên và chúng ta coi test thử trải nghiệm coi sức mạnh của nó như thế nào nhé mọi người. Thì chắc là chúng ta chỉ gọi là thức tỉnh lên xong rồi chúng ta sẽ sử dụng coi đam của nó như thế nào và chiêu thức ngoại hình làm sao, chứ mình cũng chưa có đánh giá gọi là nó mạnh hay nó yếu hay như thế nào nha mọi người. Và tôi xin thông báo cho mọi người thì số lượng ki để tôi có được 250 mảnh này thì đâu đó khoảng hơn 100 ki, đấy hơn 100 ki, gần 100 ki chứ hơn 100 ki thì chắc là tầm đó mọi người ạ. Đấy thì trong tôi không nghĩ là chỉ trong một ngày mà tôi đã có được cái Forex V2 luôn, thì nó sẽ dễ hơn cái Wake rất là nhiều. Nhưng mà không biết sức mạnh của nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thức tỉnh nó lên nhé. Và để thức tỉnh được thì chúng ta cần phải ăn cái quỷ vào. Nhấp Phoenix vào. Hiện tại mình có 5 trái. Mình sẽ ăn vào một trái nha mọi người. Đấy, ok. Xong rồi mình lên mình chụp cái hình phát ha. Để xíu nữa mình làm hình thumbnail. Rồi. Chụp cái hình Phoenix là phát nha mọi người. Đây. Cái quỷ mythical thứ hai thì được lên V2 nhé mọi người, và nó nghe nói có hai hình dạng. Tôi cũng biết hai hình dạng của nó là như thế nào. Thì chúng ta chắc là chúng ta xem đi. Đấy, xem hai hình dạng của nó là như thế nào nhé mọi người. Tỉnh này chúng ta sẽ lại đây. À. Mình có thể bấm vào đây thì nó sẽ nó cho. Chúng ta sẽ 1 vòng 70 ạ, 55. Hai dạng là hai dạng như thế nào mình không biết. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào đây. Như ấn vào đây là nó đeo lên hết hả? Ủa nó đeo vô chưa? Ủa nó thức tỉnh chưa? À, nó thức tỉnh xong rồi mình phải luyện thêm một lần nữa hả? Mình luyện thêm một lần nữa xong rồi nó luyện thêm một lần nữa xong rồi nó yêu cầu không hết rồi, nó thành một trái quỷ mới luôn mọi người ạ. À. Nó bắt chúng ta phải luyện lại mastery này, một mastery này, nó yêu cầu mình phải luyện lại mastery mọi người ạ. À awakening này nè, đó cái này là mình thức tỉnh hết rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cái này là không thức tỉnh, chúng ta bấm dưới đây thì nó sẽ thức tỉnh lên. Ra vậy, và thức tỉnh lên thì chúng ta phải cài lại mọi người ạ. À. Mình phải cài lại battery của nó. Ok, để mình cài lại battery ha. 2000 battery thì cũng khá là nhanh thôi. Cài lại battery cho nó nữa mọi người ạ. À. Ok, cài lại battery cho nó nữa cũng nhanh thôi, đâu khó. Nhìn cũng đẹp phết đó chứ. À. Nhìn máy này nhanh lắm mọi người, farm mấy con quá nhỏ nhỏ là cũng nhanh nữa. Ui giời. Không cần phải làm mấy cái kia chi cho nó tốn thời gian. Ồ. Oh. À. Tiếp tiếp tiếp. Rồi 8 rồi. Đấy. 2000 battery. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái trái Phượng Hoàng này thì full room chiêu B là con Phượng Hoàng mini nè. Chiêu B là con Phượng Hoàng mini, còn cái này là chiêu full con full chim. À. Chim bay hơi chậm nha, chim bay hơi chậm nha mọi người.
bay khá là chậm á. Bây giờ chúng ta sẽ đi test test time cho con chim nha mọi người. Qua Rose đi. Rose Kingdom đi. Đó, hai dạng, một dạng là mini còn một dạng là full. Đó. Con chim này nhìn nó cũng không đẹp cho lắm mọi người ạ. À. Nhìn nó hơi xấu nha. Để xem thử coi mình sẽ test đam nhé mọi người nhá. Sẽ test đam thử coi nó sẽ gây ra lượng đam là bao nhiêu đây. Chúng ta lên Phượng Hoàng thì nó là một cái quỷ mới hoàn toàn luôn, nó không cho chúng ta dùng battery cũ, nó bắt chúng ta phải lên battery và 250 mảnh, khá là thốn nha mọi người. Nhưng mà được cái thì key kiếm rất là dễ, chúng ta chỉ cần đánh si thôi. Si thì tỷ lệ là drop key này kia cái thứ thì khá là cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ tăng đam cho nó nha mọi người. Mình đang mặc cái bộ đồ để mình cài ấy, mình sẽ mặc cái bộ đồ tăng đam cho nó. Có cái này và hai cái món kia đây đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử test đam nó nhé mọi người, để xem đang có hai kỳ bao nhiêu trên người nha. Mình nghĩ chiêu ép sẽ đánh được, để mình thử nha mọi người. Nghe đánh được này đó, để mình coi thử cái chiêu bơi. Chiêu bơi à, nó có hai dạng nha mọi người đó. Rất là đẹp, rất là lắc máy, nhưng mà đam thì như cái quần què 239 tỷ thôi mọi người à. 239 tỷ đam thôi mọi người à. Rất là đẹp, rất là gọi là lắc máy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ biến thành dạng này coi. Đó, chúng ta sẽ biến thành dạng nó không cho à, biết làm sao biến thành bạn dạng bán lửa rồi. Chúng ta sẽ tắt. Chỉ có 200 mấy tỷ đam thôi mọi người ơi. Nó rất là màu mè qua lá hẹ, nhưng mà full kill thì nó chỉ có 200 mấy chục tỷ đam thôi. Nếu mà 200 mấy chục tỷ đam thì hình như nó cũng nó yếu hơn Gu Mu á mọi người à. Mình cũng chưa chắc nữa, để mình coi thử có nghiên cứu fit Gu Mu chưa. Đây là dạng bán lửa của nó. Bán lửa thì chắc là không dùng được chiêu ép. Chiêu ép thì nếu mà sử dụng dạng bán lửa thì có thể là mình nghĩ là chúng ta sẽ xài được combo, à, nó giống như kia á. Nếu mà chúng ta xài dạng bán lửa thì chúng ta sẽ sử dụng được combo hai dạng, dạng bán một dạng là bán con nhỏ chim, một dạng là chim. Nếu mà chúng ta sử dụng này thì để xem nha, để chúng ta thử coi. Chiêu C là bay à, nếu mà xài dạng bán lửa chiêu C là bay đó. Xong rồi chúng ta có thể sử dụng cái này đó, à, sử dụng thêm. Xong rồi chúng ta sẽ bấm là dạng chim. Dạng bán lửa thì chúng ta có thể xài được combo như thế này đó. Dạng bán lửa thì nó giống như cái dạng cũ thôi mọi người ạ. À. Nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà lên dạng chim thì nó sẽ khác đi một tí. Là dạng full. Đó, chủ yếu là chúng ta lấy cái này thôi. Nhưng mà con chim này, con chim này bụng hơi mở nha. Chim này bụng hơi mở nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là coi down lại nó một lần nữa nha. Đang bộ đồ kia nha mọi người, để xem coi. Nếu mà lượng đam không lỗi 300 tỷ thì thực sự ra mình thấy nó cũng khá là bình thường. Rồi một cái hút máu là kinh mọi người ạ. À. Khi mà lên nào thì chúng ta có thể sử dụng chiêu C. Nó dạng bán nữa chúng ta có thể sử dụng chiêu C. Ui dồi nó lát. Để mình nhớ là để mình chờ nó hết hết hai kia mới vô mình sẽ một phát nha mọi người. Nếu mà không thì chúng ta sẽ không bay được, à không bay được luôn, phải sử dụng chiêu C mới bay được nhé mọi người, phải sử dụng chiêu C mới bay được nha. Dạng bán nữa thì nó giống như cái trái cũ thôi, mình thấy thì chưa thỏa đáng lắm cho một cái quỷ cài khá là cực mọi người ạ. À. Chưa thỏa đáng lắm, còn với mấy bạn thì như thế nào? Tôi thì thấy nó khá là bình thường mọi người ạ. À. Chưa có gì gọi là quá mới mẻ đây, chưa có gì gọi là bá đạo ở đây. Tôi cần một trái quỷ nào đó xóa ngôi được cái quỷ Gomu mọi người à. Tôi cần chục trái quỷ nào đó mà xóa ngôi được trái quỷ Gomu cơ. Chứ trái quỷ Gomu nó nằm ở cái vị trí top 1 trái quỷ khá là lâu rồi, chưa là chưa ai xóa ngôi nó nổi. Tại vì Gomu bây giờ hiện tại nó là một combo của trái Gomu, nó hiện tại nó cũng đã là 470 492 tỷ đam rồi. Rồi hôm bữa tôi test trái Gomu đánh ra 492 tỷ mà. Vẫn chưa có trái nào xóa ngon ở trái Gomu mọi người à. Đây tôi sẽ cho mọi người xem lại nha.
Thứ tôi cần là một cái trái quỷ để xóa ngôi trái quỷ Gungun. Đấy. Này nó đánh có tầm khoảng hơn 200 tỷ thì làm gì mọi người, yếu 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 yếu, có chỉ có hơn 200 tỷ một tí thôi, khá là yếu. Nhưng mà được một cái thì nó tiện, nó bay và các thứ, hình như hồi chiêu khá là nhanh nha. Mình nãy giờ mình cũng chưa để ý thời gian hồi chiêu của nó nữa mọi người ạ. À, xuống này mình đánh lại rồi. Làm lắc máy mọi người chủ yếu thôi. Đây có 238 tỷ ra mà mọi người ơi. Không đánh thường được này. Như vậy chi mà chúng ta 230 mấy tỷ ra thôi. Rồi mình đang mặc bộ đồ trên người là bộ đồ bút lam nha. Ờ quên, mình gồng mấy cái này lên chưa ta? Hình như chưa. Trời ơi, tôi vô chi quá. Hèn gì tôi nói sao nó yếu. Đó, gồng nó lại, gồng gồng nó rồi nha mọi người. Rồi. Rồi, đất ơi, vậy là lỗi tôi mọi người à. Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa nha. Thì ra là vậy, chua gọng mấy cái kia lên hàng chim thì nó sao nó yếu. Thì một cái là khi bị biến chim thì bay thoải mái. À, bây giờ chúng ta làm lại nha. Nghĩ là con quái này, con này còn hơn 200 tỷ đam này. Coi. Mình kêu mấy con quái này cái xong rồi cho nó hồi sinh lại để mình test la lại đó mọi người. Hơi yếu, với tôi là khá là yếu luôn á. Không biết mấy bạn như thế nào, một cái quỷ khá là thất vọng. Trời, nó còn lọt chứ lòng đất nữa má ơi. Ảo thật đấy. Nói chung thì test như vậy thôi, giờ gồng lên lại thì tôi nghĩ nó đánh cũng không nổi. Nó cũng không đánh nổi 300 tỷ đam đâu mọi người à. Nó đánh không nổi 300 tỷ đam đâu. Nó chỉ gọi là dừng lại ở cái mức đó thôi à, không hơn được mọi người à. Và sau khi mà kết thúc lại thì cái quỷ này nó lại khiến cho máy mấy bạn lắc thôi, chứ mà gọi về sức mạnh thì nó vẫn chưa xóa ngon được cái Gomu mọi người à. Mình cần cái gì đó xóa ngon được cái Gomu nha. Còn cái clip này thì coi như là mình đã thức tỉnh xong cái trái quỷ Phượng Hoàng V2 và test down cho người xem, thì lượng down nó gây ra là chỉ khoảng 200 cho 250 tỷ luôn á, cho full combo trái quỷ nha. Còn về mấy cái khác thì mấy bạn nào biết thì mấy bạn sẽ comment bên dưới nha. Còn mình thì test như thế nào thì mình nói như thế, và cái quỷ này nó làm mình hơi thất vọng một xíu tại đam nó không to nhưng mà cài thì khá là cực. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha, bye bye.